Chào mừng quý vị đã đến với bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi, nơi mà luôn cập nhật thông tin bóng đá trong nước cũng như quốc tế đến với người hâm mộ Việt Nam. Chúc quý vị có những trải nghiệm vô cùng tuyệt vời. Ngay sau đây là thông tin thể thao cập nhật mới nhất trong ngày hôm nay. Nhận định bóng đá Juventus và AC Milan 1 giờ 45 ngày 20 tháng 9 giải vô địch quốc gia Italia. Cách đây ít ngày, Juventus đã có chiến thắng đầu tay của mùa giải 2021 và 2022, nhưng có lẽ chỉ một chiến thắng kể trên là chưa đủ thuyết phục cổ động viên Juventus. Nên biết đó là trận đấu của thầy trò huấn luyện viên Allegri đánh bại đội bóng tí hon là Malmö tại cúp C1 châu Âu. Trở lại với giải đấu số 1 xứ mì ống, tình cảnh của Juventus hoàn cảnh trái ngược khi liên tiếp nhận những kết quả thất vọng. Theo đó, đội bóng thành Turin chỉ có đúng một trận hòa trong những phút cuối trước câu lạc bộ Udinese, còn lại là thất vọng tủi nhục 0-1 trước tân binh Empoli và thua ngược 1-2 trước câu lạc bộ Napoli. Nhìn vào màn trình diễn kể trên, không quá bất ngờ nếu Juventus nhận một kết quả bất lợi ở trận đại chiến vòng 4 giải vô địch quốc gia Italia trước câu lạc bộ AC Milan. Khác với đội chủ sân Allianz, câu lạc bộ AC Milan đang có phong độ bất bại tại mặt trận quốc nội khi thắng 3 trận đầu tiên. Có được đội hình lành lặn và phong độ ổn định, câu lạc bộ AC Milan hứa hẹn sẽ đem tới nhiều bất ngờ cho câu lạc bộ Juventus. Chính xác hơn, trong 2 năm trở lại đây, thầy trò huấn luyện viên Pioli không hề e ngại trước câu lạc bộ Juventus khi chạm mặt. Cụ thể, họ thắng 2, hòa 2 và thua đúng 1 lần trong 5 lần đối đầu kể từ năm 2020 cho tới nay. Dự đoán kết quả trận đấu giữa AC Milan và Juventus, tỷ lệ AC Milan và Juventus 1/4, tỷ lệ 2/1/2. Chuyên gia nhận định AC Milan dương 1/4, dự đoán kết quả chung cuộc hòa 1-1. Bản tin Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi xin phép khép lại và xin hẹn quý vị vào những bản tin sau. Mời quý vị nhớ đón xem và đừng quên ủng hộ đồng hành trên kênh Góc bóng đá 24 giờ của chúng tôi. Xin chân thành cảm ơn.